em thấy là trường mình có các doanh nghiệp dạy trực tiếp tại trường nên là em nghĩ là sẽ tiếp thu các kỹ năng thực tế nhiều hơn là các trường đại học khác. Em rất thích theo cái tư tưởng cũng như là triết lý đào tạo của trường mình, thân kỷ luật, tâm yêu thương và tuệ khai phóng. Nhất là tuệ khai phóng, nó giúp cho em là áp dụng được tất cả những cái gì mà được học ở trong trường vào cuộc sống thực tế. Và từ đấy là nó sẽ tạo ra kết quả thực tế cho em. Theo như em tìm hiểu thì là môi trường là có quy trình đào tạo là theo mô hình quân đội. Và đặc biệt là có những cái áp dụng thực tế, thực tiễn cao, không phải lý thuyết đơn thuần. Rèn được cho em cái tâm tâm tuổi ấy, nó là thứ mà em cảm thấy là mình cần, giống như là cái kiềng ba chân để em bước bước trong tương lai. Em chọn chuyên ngành này bởi vì là sau khi em đọc một hồi thì em nhận ra là cái ngành này nó hợp với em nhất. Hợp vì con người, vì tính cách, tức là một số cái tố chất mà sẵn có của em, chiêm nghiệm về bản thân mình, em nhận ra, thế là em chọn ngành này. Thì theo em tìm hiểu thì BBOT nó có những cái điểm khác so với các chuyên ngành khác. Và đặc biệt là em đã từng đi làm rồi, nên là em thấy là BBOT sẽ phù hợp với cái khả năng hiện tại của mình hơn. Bổ sung những kiến thức quản trị để áp dụng công việc sau này.